100 mét. Ôi con này già thế nhỉ. Con này già không gọn, cái con già đầu còn tốt rồi. Độ bướng ghê nhỉ. Chào toàn thể các bạn thợ đánh chim đêm nhé. Đặc biệt là anh em làm thợ đánh quốc ta và tràng nghịch ạ. Miền Bắc mình thì em vẫn đang gõ ghẻ hai con đấy anh em. Đấy thì lưới đánh đây thì sử dụng lưới 6 phân anh em. Lưới này thì chuyên bắt tràng nghịch này. Đấy. Bắt cò hương, cò lửa, cò lét, quốc ta. Đấy, gà nước Ấn Độ, gà nước họng trắng thì anh em đánh lưới 6 phân này thì nó là cái mẫu lưới tiêu chuẩn hợp lý nhất này. Với cái dòng lưới này thì giá tiền của nó hợp lý anh em, vài trăm nghìn đồng trên 100 mét lưới thôi. Đấy, và khi con chim có đóng vào thì anh em thấy thực tế là đại đang gỡ cuốn tít thò lò luôn. Tay lưới có tay lưới dài 100 mét nhé, là 50 mét anh em. Anh em chạy hai tấm song song này đánh 50 mét thì đây nó tiện cái là nó chắn được ngang đồng 100 mét thì chắn 100 mét. Ôi con này già thế nhỉ. Con này già không gọn, cái con già đầu còn tốt rồi. Độ bướng ghê nhỉ. Đây là tràng nghịch lưới 6 phân thì chiều cao mắt lưới của dòng lưới này là 120 mặt. Đấy, làm 5 diềm 4 túi cho các bác thợ đánh cho sướng nhé. Đấy, và làm 5 diềm 4 túi thì thịt túi thì anh em vẫn thấy thực tế trên video. Thịt cực nhiều luôn. Còn loa đánh cuốc thì chơi một toa. Anh em có thể là chơi hai loa bắt nhôm hoặc là một loa bắt nhôm, một loa chắc, một loa bắt nhôm, một loa toa cũng được. Bên kia thì dính con cò. Mưa đắp lược đánh sâm rồi. Bên đây thì dính được con cò. Cô tà tối qua thì không đi anh ạ. Con chim thì cứ hôm nào đi thì nó đi rộ ngay. Kéo bầy kéo đàn đi đến ngày nó đi anh ạ. Bình thường không đi thì tuyệt ngóp. Bên kia dính con đéo gì đen đen dưới dần dượng. Có lép này. Cái lưới này bị ấy à, đứt à? Đứt dây léo nó trùng đấy. Cọc thấp à? Thằng nào thấy lưới thấp tè phải có lép vào ăn đòn hết nha anh em nhé. Đây là cái dòng lưới mà khá là ổn định, được các bác thợ đánh đặt nhiều. Đấy thì trong thời điểm này anh em đang đặt cái lưới 6 phân này nhiều này. Đấy, thời gian nữa thì đấy, cuối tháng này chẳng hạn này anh em lại chuyển sang đánh con gà nước Ấn Độ luôn. Đấy, đây là mẫu lưới cơ bản là đánh được từ giờ đến cuối năm anh ạ. Đấy, quốc ta thì còn gọi được cuối tháng sau. Càng lịch cũng thế, à cuối tháng này, tháng đầu tháng sau. Đấy, còn con gà Ấn thì anh em đánh đến tầm cuối tháng 11. Bây giờ người ta cày vỡ hết rồi, mà cảm thấy đánh không đạt nữa thì thôi, con gà Ấn hôm nào nó đi thì đánh vài ba chục ngay anh ạ. Cò tràng nghịch, đây là cái mẫu lưới chuyên cò tràng nghịch này anh em này. Cái cò thì bây giờ nó gọi là đọng nó đi lai dai thôi. Cái lý do thì như anh em biết rồi, cái đồng gặt hết lúa là con cò nó cũng bỏ. Đấy, con lưới cước 17 anh em. Đấy, chích chiếc vào đánh bắt bình thường. Đấy, sáng con chích nó vào đấy thì em bắt ở khoang trên kìa, vẫn dính bình thường anh em. Đấy, còn chim cò thì hôm nay thì đánh nó cũng đạt công thôi. Được 3 con cuốc, 3 con chích, 3 con tràng nghịch, mấy con vàng. Nói chung là ngày kiếm 5-700, 1 triệu thì nó vẫn kiếm được ở trong cái giấc này. Đấy, còn tháng 9 này thì rồi chim nó sẽ dồn mạnh anh ạ. Ok các bác nha, các bác xem video thì cần đồ đánh liên hệ nha. Chào các bác đây.